Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay tôi xin chia sẻ khám phá quy trình lấy mật ong của người dân sống ở rừng. Sau khi thì các bạn mở cái nắp thùng ong ra thì có khá nhiều các cầu ong. Các bạn sẽ lấy từng cái cầu ong một lên. Các bạn sẽ rũ nhẹ nhé để cho ong bay hết đi. Trong trường hợp mà ong giữ quá không bay được ấy, thì các bạn sẽ dùng một cái bình xịt khói ấy, thì ong nó cũng sẽ bay đi thôi. Tùy vào mùa hoa mà mật ong có thể nhiều hoặc ít. Thông thường thì sẽ nhiều nhất vào mùa xuân, mùa hè và sau đó giảm dần đến mùa đông. Mùa đông thì sẽ không có hoa đâu các bạn ạ. Và ong sẽ lấy những cái mật ong được tích lũy từ trước và sử dụng qua mùa đông. Các bạn cũng có thể dùng một cái chổi á, các bạn quét nhẹ vào thì ong nó cũng sẽ bay đi hết. Khi mà các bạn nuôi ong ấy thì cũng có thể có gián này hoặc là những cái ấu trùng ấy thì các bạn phải thường xuyên kiểm tra để các bạn sẽ có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Trong một tổ ong thì sẽ có một con ong chúa, những con ong đực và những con ong thợ. Nếu mà trong tổ ong mà có nhiều hơn một con ong chúa thì tổ ong sẽ bị chia ra thành nhiều đàn các bạn nhé. Nên các bạn phải kiểm tra thường xuyên. Các bạn ơi, đây là ở rừng ấy, nên mà nuôi một đàn ong nhà mà mà để ở rừng ấy thì mình nghĩ là nó cũng sẽ giống như là mật ong ở rừng thôi á. Các bạn dùng dao và sẽ cắt hết những cái nắp ấp ở bên ngoài những cái hũ mật đi. Thông thường mật ong thì chỉ có ở phần trên của cái tầng ong thôi, còn phần dưới là những cái nhộng ong các bạn nhé. Sau đó các bạn lấy một cái dây chun ấy, các bạn cố định lại để cho cái mục đích cái bánh tầng ong này nó không bị vỡ trong cái quá trình mà mình quay á. Các bạn bỏ vào trong một cái thùng quay ong. Các bạn quay vào tầm khoảng 20 đến 30 giây là được. Các bạn đảo ngược lại để cho mật ra hết.
Sau đó các bạn sử dụng một cái lưới lọc ấy để lọc những lại những con ong non ấy, hoặc là những cái sáp ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.